Xin chào mọi người, nay bên mình sẽ lắp một con màn hình có cam 360 lên chiếc xe Honda Civic năm 2019 này. Thì đây là con màn zin của anh khách. Như các bác đã thấy, con màn này rất ít tính năng và rất khó sử dụng, không đáp ứng được nhu cầu của anh khách. Thì bên mình có tư vấn cho anh một con màn X4S có cam 360 và có đầy đủ chức năng mà anh khách mong muốn. Thì đây là cái màn X4S mà anh khách yêu cầu, có RAM 4GB, bộ nhớ 32GB, có dán tem bảo hành đầy đủ nha các bác. Trong hộp còn có một chiếc USB bên mình tặng anh, một bộ phụ kiện màn. Ngoài ra còn có một bộ dưỡng dành riêng cho xe Civic năm 2019 và một bộ dây nguồn đi theo xe. Và trước khi thi công bên mình sẽ bọc lại ghế, vô lăng, cần gạt số và cần gạt mưa. Nay em cũng sẽ chỉ các bác cách tháo màn hình của xe Civic này. Để tháo màn zin của xe ra thì cần tháo cái nhựa này ra. Sau khi cậy hết hai bên ra thì tiếp tục tháo bộ khiển điều hòa. Bên trong sẽ có hai con ốc, các bác chỉ cần tháo hai con ốc đó ra. Sau đó giật mạnh cái màn là xong. Các bác nhớ phải tháo cả dây dựa ra đó nha. Và đây là con màn zin của xe, rất chi là to mà lại còn ít tiện ích. Sau khi tháo xong mình sẽ lắp màn vào dưỡng sau đó ướm thử lên. Ok, vừa khít luôn. Và mình sẽ cắm dắt nguồn vào để kiểm tra màn. Sau khi kiểm tra màn không có vấn đề gì, bên mình sẽ bắt đầu tháo cánh cửa để tháo gương và đi dây cam. Đầu tiên cứ phải kiểm tra chức năng của gương trước. Sau đó sẽ bắt đầu tháo. Thì sau khi tháo gương xong, nhân viên bên mình sẽ khoan để lắp cam vào. Thì sẽ có một bạn làm gương, một bạn đi dây cam. Đây là sau khi lắp cam gương xong, cam sẽ không bị nhô ra quá nhiều. Thì đây là dây cam hai bên sau khi đi xong. Dây sẽ phải đi trong cái răng cao su này hoặc sẽ đi theo kiểu như anh em mình làm. Và các bác yên tâm, nước sẽ không chảy vào đầu. Tiếp đến sẽ là lắp cam lùi. Thì đây là cam lùi cũ của anh khách. Tháo con này hơi cực một tí, các bác sẽ phải thạo hẳn cái đít này của nó ra để thay cam. Đây là sau khi lắp cam lùi mới vào, mọi người có thể thấy không khác gì cam cũ của khách. Và đây là dây của cam trước, tí bên mình sẽ đi thít gọn vào cho anh. Cam đằng trước sẽ gắn ở ngay logo như này. Sau khi lắp xong hết, bên mình sẽ kiểm tra cam. Thì sau khi kiểm tra ổn định hết rồi, bên mình sẽ lắp tất cả vào lại cho khách. Và bên mình cũng đã cài đầy đủ tất cả những gì anh khách mong muốn lên chiếc màn hình này. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.